Sáng nay, Thường trực Huyện ủy Thủy Nguyên đã có buổi họp trực tuyến với đơn vị tư vấn quốc tế SOM về việc xây dựng đồ án quy hoạch chung thành phố Thủy Nguyên. Đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp. Việc triển khai lập đồ án quy hoạch thành phố Thủy Nguyên là bước cụ thể hóa các tiêu chí xây dựng chuyển đổi Thủy Nguyên trở thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng theo đúng tinh thần nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ thành phố, tạo cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng theo quy hoạch. Nhà tài trợ lập đồ án quy hoạch xây dựng thành phố Thủy Nguyên là công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam, chuyên hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, xây dựng, hạ tầng và bất động sản. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam kết nối với công ty SOM của Mỹ là đơn vị tư vấn xây dựng lập đồ án quy hoạch chung thành phố Thủy Nguyên. SOM là một trong những công ty kiến trúc, thiết kế nội thất, thiết kế mỹ thuật và quy hoạch đô thị hàng đầu thế giới. SOM đã thực hiện hơn 10.000 dự án ở 50 quốc gia khác nhau. Tại Việt Nam, SOM đã có những hợp tác trong lĩnh vực xây dựng thành phố mới, tái thiết đô thị quy hoạch tổng thể Nam Sài Gòn, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, kế hoạch tầm nhìn chiến lược bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, quy hoạch tổng thể Golden Hill, Đà Nẵng. Tại cuộc họp, đại diện đơn vị tư vấn SOM và lãnh đạo huyện ủy Thủy Nguyên đã trao đổi các ý tưởng xây dựng đồ án quy hoạch xây dựng thành phố Thủy Nguyên, những thuận lợi, khó khăn, hiện trạng, hướng phát triển, mở rộng đô thị, bố trí hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị trong khu vực nội thị và khu vực ngoại thị. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai xây dựng đồ án quy hoạch thành phố Thủy Nguyên, và đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được huyện Thủy Nguyên tập trung thực hiện, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng thành công huyện Thủy Nguyên trở thành thành phố trực thuộc thành phố trước năm 2025. Để phát huy tốt tiềm năng lợi thế của huyện, đưa ra giải pháp khắc phục khó khăn và có lộ trình, kế hoạch cụ thể trong việc xây dựng thành phố Thủy Nguyên, đồng chí Bí thư Huyện ủy mong muốn đơn vị tư vấn SOM đưa ra các ý tưởng, thiết kế, tư vấn giúp huyện lập đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Thủy Nguyên theo hướng văn minh, hiện đại, trở thành đô thị tầm cỡ châu Á và quốc tế. Theo quy hoạch trong tương lai, Thủy Nguyên cũng là trung tâm hành chính chính trị của thành phố Hải Phòng, là đầu mối giao thông, cửa ngõ công nghiệp của Hải Phòng, kết nối với hành lang công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Đông Bắc Bộ. Việc lập đồ án quy hoạch chung cần đảm bảo hài hòa giữa kiến trúc không gian cũ và mới, giữa khu đô thị mới và cũ, giữa việc phát triển đô thị và bảo tồn thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, truyền thống của địa phương. Đồng chí đề nghị đơn vị tư vấn SOM chủ động phối hợp với các ngành nhanh chóng lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch. Bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 đối với khu vực nội thị và tỷ lệ 1/5000 đối với khu vực ngoại thị, đồng thời xây dựng biểu đồ chi tiết về thời gian và tiến độ thực hiện.